Chào bạn, chúng ta bắt đầu nhá. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn chơi solo một bài cũng rất là lâu rồi, nhưng có nhiều bạn bảo mình hướng dẫn, cho nên hôm nay mình sẽ làm hướng dẫn cho các bạn bài Anh Mỉm Cười Trong Thời Đẹp. Bài này bài nhạc Trung Quốc nhá. Nghe giai điệu rất là dễ thương luôn. Ok. Ngoài ra thì nhân cái ngày lễ mùng 2 tháng 9, mình đang có cái chương trình giảm giá combo 3 khóa gồm solo cơ bản, solo nâng cao, đệm hát cơ bản từ 1.100.000 đồng xuống còn 499.000 đồng. Đó là giảm chung cho tất cả mọi người từ mấy hôm trước cơ, nhưng mà mình sẽ ưu tiên cho những bạn mà đang xem cái video này, xem và tập cái bài này, chỉ còn 399.000 đồng 3 khóa học. Các bạn học xong các bạn có thể tự soạn một bài, tự chơi, tự tạo intro vân vân mà các bạn không cần phải xem hướng dẫn nữa. Các bạn nhớ nhá, chỉ giảm cho các bạn đang xem clip này thôi. Và khi các bạn nhắn tin cho mình, các bạn hãy đọc cái bát là Anh Mỉm Cười Trông Thật Đẹp để mình biết, và mình sẽ giảm cho các bạn chỉ còn 399.000. Các bạn đừng nói cho bạn khác nhá, những người khác người ta sẽ tránh đó. Ok. Rồi, bài này thì là một cái bài rất là ngắn, rất là dễ, dành cho những bạn mới tập chơi guitar solo các bạn cũng có thể chơi được. Và nó ngắn lắm. Bài này mình sẽ chia làm 3 đoạn. Bây giờ chúng ta sẽ vào chi tiết đoạn thứ nhất trước nhá. Mình vào chi tiết đoạn thứ nhất này. Bài này tông gốc của ca sĩ cái chị người Trung Quốc, chị hát ở trên tông rê thăng trưởng như này. Giờ mình sẽ chuyển về về cao bồ ngăn thứ tư. Bạn nào để ngăn ba được nhá, để nó giống cái tông rê kìa nhá. Nhưng mà mình chót đánh cao bồ ngăn thứ tư rồi thì mình sẽ dẫn các bạn chính ngăn thứ tư. Chuyển về thế tay của đô trở như này thì những các bạn mới tập chơi solo các bạn sẽ chơi nó dễ hơn. Ok nhá. Rồi mình vào cái câu đầu tiên. Cái câu intro nó ngắn thì mình không tách ra mà mình gộp luôn vào cái đoạn thứ nhất. Câu intro, các bạn bấm hôm đô trở cho mình. Đánh dây 5. Sau, đây bấm kiểu bấm đô bát chín như này cho nó giống này. Đây, ngón này, ngón này. Đấy. Đánh dây 5. Xong dây 3. Dây 2, dây 1. Rồi, sẽ đánh dây 2 thôi, dây 2, dây 3 thôi. Nó sẽ như này. Rồi, xong lại quay lại dây 3. Xong dây 2, dây 1. Đấy, xong lại dây 3. Nó sẽ như này. Ok, hết một lần. Lần thứ hai các bạn lặp lại tương tự. Rồi đến đây thôi, đấy là hết cái câu intro, nó ngắn lắm. Tiếp tục này, vào câu hát các bạn bấm về hợp âm đô trở như này. Đánh dây 3, dây 5 cùng nhau. Đấy, xong đánh dây 1. Rồi, đánh dây 3. Ok chưa, nó như này. Ok chưa, lần thứ hai các bạn chuyển về hợp âm này. Nó là âm son trưởng, các bạn bấm như này thôi, son trên si. Đánh dây 3, dây 5. Đấy, nó sẽ như này. Ok chưa? Còn út bấm phím 3 dây 1, dây 2. Các bạn lưu ý các bạn phải tua đi tua lại nhiều lần, hoặc các bạn đang tập các bạn stop lại từng câu một, sau đó các bạn mới tập câu tiếp thì nó mới được, chứ các bạn cứ để video chạy này các bạn tập không kịp đâu. Ok nhá. Nếu mà mình nói nhiều quá nó sẽ dài, video dài nó thành cả tiếng đồng hồ cơ, thì mình làm edit nó sẽ rất là lâu, máy tính của mình nó chậm. Ok. Mình làm lại này. Ok, câu tiếp theo về âm la thứ. Đánh dây 2, dây 5 cùng nhau. Đấy, 1 2 3. Câu tiếp theo này. Phím 3 dây 2 này. Kéo phím 5 đến cùng dây 6, nó là bấm mi thứ. Ok, sau đó đánh dây 3. Harmon cho phím 2 dây 3. Đấy, cả câu sẽ như này. Rồi, câu tiếp theo các bạn để im như này, bấm về bấm pha trưởng. Bạn nào bấm được cái pha mở như này thì bấm, còn không thì bấm pha như này cũng được. Đấy, cho con cái lên dây 6 này. Nếu bạn nào mới tập thì các bạn bấm như này được. Đánh dây 4, nếu bạn bấm cái này đánh dây bass thì là đánh từ dây 4, còn nếu bấm như này đánh dây bass sẽ là dây 6. Rồi, mình đánh như này cũng được. Đấy, đánh dây 4 và dây 3. Đấy, xong đánh dây 2 là dây 2. Rồi, nếu bạn nào đánh dây 6 sẽ như này. Nó vẫn là nốt pha, không có vấn đề gì cả. Bỏ ra. Rồi, bỏ ra đánh dây 3 này. Rồi, về bấm đô trưởng. Dây 5 và dây 3 của nhau. Xong đánh dây 1 sẽ như này. Rồi, rất dễ. Câu tiếp theo về bấm rê thứ. Bấm phím 3 của dây 2 đánh cùng dây 4. Xong bỏ ra đánh dây 1, phím 1, dây 2. Rồi, xong đánh dây 3. Đấy, về bấm son trưởng. Các bạn bấm như này được. Son trưởng như này đánh dây 2, dây 6. Đấy. Đập phát, dây 6 này, đập phát. Rồi, xong lặp lại tương tự. Nhưng khác một cái trong cái đoạn này, nếu bạn nào mà đập được kỹ thuật slap thì các bạn đập, mà bạn nào không đập được thì các bạn tập giống y như cái câu trước. Còn bạn nào đập được thì các bạn sẽ đập giống như mình.
cái giai điệu cách đánh nó giống hệt nha, chỉ khác mỗi cái đập vào thôi. Đấy, lúc nãy mình đánh như này. Bây giờ cái móc thứ hai thì mình sẽ thay bằng cái đập như này. Đấy. Rồi, tiếp tục. Đấy, chỗ này các bạn móc, đập và móc như này. Mình thì mình móc nó quen thì mình sẽ dùng móc, còn bạn nào không móc được thì các bạn có thể đập và hất vào dây hai như này. Đấy, xem này. Rồi, xong lại về lại thử đánh tương tự. Rồi, chỗ này khác một tí này. Vừa nãy nè. Bây giờ là về la thứ đánh. Đánh xong đánh dưới 3. Đấy, bung đọc ra. Rồi, xong bỏ ra đánh dưới 3, dưới 6. Rồi, sau đó tiếp tục về bơm pha trưởng tương tự. Đánh dưới 3, dưới 4. Rồi, khác cái là ngón trỏ các bạn chặn phím 1, dây 1, dây 2. Rồi, xong đánh dưới 1. Đấy. Rồi xong lại đánh dưới 3. Rồi lại về đô trưởng. Vừa nãy là như này. Bây giờ là. Rồi giống bắt đầu về rê thứ này. Đánh tương tự dưới 3, à dưới 2. Đánh cùng dưới 4. Vừa nãy là như này. Bây giờ là. Xong dưới 3. Rồi về đô trưởng. Đấy. Đánh dưới 2, dưới 5 của nhau. Ok, đập phát. Rồi, đấy là xong cái đoạn thứ nhất. Bây giờ chúng ta vào chi tiết đoạn thứ hai, đoạn điểm khúc nhé. Rồi mình vào chi tiết đoạn thứ hai này. Ở đoạn thứ nhất các bạn đã kết thúc như này. Rồi vào đoạn hai cái câu rất là dễ thương này. Đánh dưới 3. Rồi xong đánh dưới 1 phím 3 bằng ngón út nhá. Rồi xong móc 2 lần dưới 3. Rồi đập vào dưới 1. Rồi xong đánh dưới 3 cùng dưới 5. Rồi lại chuyển về âm son này, son trên si này. Xong đánh dưới 5 phát nữa, xong đập phát để cho nó máu. Rồi, xong đánh dây 2 phím 1. Lại về ôm la thứ, đánh dây 5, dây 3 của nhau. Đấy. Dây 3, dây 5 này. Dây 2 này. Đập vào dây 1 rồi, đập vào dây 2 này. Đấy. Xong đánh dây 1. Phím 3, dây 1, đánh cùng dây 5. Mi thứ, đấy, mình làm lại. Sau lại dây 6 phát, xong đập phát. Rồi, sau lại về bấm pha trưởng. Dây 2, phím 1, về pha trưởng đánh dây 3, dây 4. Đấy. Dây 2, 2 lần. 3 lần, chứ lần thứ 3 các bạn đập. Rồi, ngón út phím 3 của dây 1 kéo phím 5. Được chưa? Sau lại về bấm đô trưởng. Đấy. Đô trưởng đánh dưới 1, dưới 5. Rồi xong bỏ ra đánh dưới 1, 2 lần. Đấy. Ok chưa? Sau đó lại về này. Về bấm rê thứ. Đánh dưới 1, phím 2. À, dây 2, phím 1. Đấy, chỗ này. Đánh dưới 4, dưới 3. Các bạn nào không kéo được thì các bạn đánh dưới 1 này. Đấy. Rồi về bấm son trở lên 26. Còn bạn nào kéo nó sẽ này. Đấy. Rồi sau lặp lại tương tự. Giống hệt nha. Giống đến chỗ la thứ này. Vừa nãy là cái câu trước như này. Bây giờ là. Đấy. Đánh dây 2, dây 5, dây 3, dây 5 chứ. Lên phím 3 đánh cùng dây 6. Rồi, sau đó về bấm pha trưởng, đánh dây 2, dây 5, dây 4 cùng nhau. Đấy, 1, 2, 3, kéo phím 5. Rồi, về bấm đô trưởng, đánh dây 1, dây 5 cùng nhau.
Đấy. Rồi, câu tiếp theo, dây 2 phím 1. Lại về đây thứ. Đấy. Các bạn kéo phím 5 từ phím 3 phím 5. Rồi, xong về với đô trưởng. Ok, lấy là xong. Rồi, đấy là xong cái đoạn thứ hai đoạn khúc. Bây giờ có cái câu giang tấu dạo giữa, mình vào đoạn thứ ba nhé. Rồi, mình vào chi tiết đoạn 3 này. Đoạn 2 các bạn kết thúc như này. Rồi, sau các bạn đập cái. Rồi, không đập thì thôi, đã như này thôi được. Sau đó vào đoạn giang tấu này, các bạn đánh này, bấm về đô trưởng cái thế như này nhá. Đấy. Đánh dây 4 harmon xuống phím là phím 3, kéo phím 5, kéo phím 5 đánh cùng dây 5 nhá. Rồi xong đánh ngón trỏ lên phím 1 dây 2. Đấy. Đấy, đánh nhẹ dây 2 thôi. Rồi xong lên son trên si đánh như này. Đấy. Rồi đánh dây 2 này. Ở đây các bạn có thể nháy harmon này. Đấy. Rồi về ôm la thứ. Đánh dây 2 dây 5 nha. Đấy, mình làm lại chỗ này. Đấy. 4 3 2 nhẹ thôi. Sau đấy 4, rồi về ôm bi thứ. Harmon xuống phím 1 của dây 2. Dây 3 buông, dây 4. Đấy. Rồi về âm pha trở như này. Đấy. Dây 6 và dây 4, dây 3 hoặc là đánh dây 4 thì bạn cũng được. Rồi, xong này về âm đô trở. Đánh dây 5 phát xong rồi harmon phím 2 dây 3 này. Harmon rồi. Đấy. Rồi xong đánh dây 1 dây 2. Phím 3 dây 2. Đấy. Kéo phím 5 đồng thời chuyển nhanh lên son trở bằng ngón giữa này. Lại phím 1 dây 2. Về đô trở. Sau lặp lại tương tự. Ok. Đấy là xong toàn bộ bài này. Hy vọng các bạn đang xem clip của mình, hãy ủng hộ mình bằng cách like, subscribe và ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye các bạn.